Tôi luật sư Đỗ Hữu Huệ Đại Thắng xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Đây là chương trình bình luận tin tức hàng tuần của SBTN với luật sư Đỗ Hữu Huệ Đại Thắng. Xin kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Dạ vâng. Thưa anh Đường Thắng, với lại thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng ta có một người bạn. Dạ. Là người con gái của chị Bùi Thị Minh Hằng. Dạ vâng. Thưa, chúng ta cũng biết ai là chị, ai cũng biết chị Bùi Thị Minh Hằng là một nhà tranh đấu, một nhà blogger. Dạ vâng. Và chị có tinh thần rất cao. Vâng. Hôm nay chúng tôi có cái may mắn và chúng tôi cũng biết được là con gái chị Bùi Thị Minh Hằng. Dạ vâng. Là cô Đỗ Quỳnh Anh hôm nay cũng có mặt trên đài truyền hình. Đặng Quỳnh Anh có đặc biệt có mặt trên đài truyền hình SBTN. Đặng Quỳnh Anh sẽ cho biết những cái thông tin mới nhất về tình hình của mẹ mình là chị Bùi Thị Minh Hằng. Dạ vâng. Xin chào Quỳnh Anh. Quỳnh Anh mời Quỳnh Anh. Dạ vâng. Xin chào anh Tường Thắng và luật sư Đỗ Phủ cùng với cả toàn bộ các khán giả của đài SBTN ạ. Tôi là Đặng Thị Quỳnh Anh, là con gái lớn của bà Bùi Thị Minh Hằng, một nhà tranh đấu cho dân chủ của Việt Nam ạ. Dạ vâng. Chị Quỳnh Anh có thể cho khán giả của SBTN cũng như ở trong nước và ngoài nước được biết là tình hình mới nhất liên quan đến mẹ của Quỳnh Anh là trong trường hợp là chị Bùi Thị Minh Hằng như thế nào? Trước tiên là tình trạng sức khỏe của cô Bùi Thị Minh Hằng. Nghe nói là có tuyệt thực phải không Quỳnh Anh? Dạ vâng, thưa anh, là lần gần đây nhất là khi tôi lên đến trại giam An Bình thì mặc dù là cũng không gặp được mẹ, thế nhưng mà tôi có hỏi thăm qua tình hình của giám thị trại giam thì chính họ cũng xác nhận thông tin là từ ngày bị bắt cho đến thời điểm tôi hỏi thăm là ngày 25 tháng 2 vừa rồi thì họ vẫn xác nhận là mẹ tôi vẫn đang tuyệt thực, chỉ uống nước và không ăn gì hết ạ. Dạ vâng. Vậy thì tình trạng sức khỏe của cô Bùi Thị Minh Hằng có nguy kịch không Quỳnh Anh? Thật ra thì khi tôi hỏi thăm đến tình trạng sức khỏe thì bên phía giám thị trại giam thì người ta vẫn khẳng định với tôi là vì chính vì mẹ tôi tuyệt thực nên hàng ngày bác sĩ của bên trại giam phải vào thăm khám sức khỏe của cho mẹ tôi thường xuyên. Thế nhưng mà còn vì gia đình vẫn chưa được gặp mặt cho đến thời điểm này, thế nên là chúng tôi cũng chưa có gì để khẳng định về tình trạng sức khỏe của mẹ tôi cả. Tới ngày hôm nay thì gia đình Quỳnh Anh có biết được là mà cô Bùi Thị Minh Hằng đó bị truy tố về tội gì theo một cái văn bản chính thức nào của nhà cầm quyền Việt Nam họ đưa ra chưa? Về phía gia đình thì cho đến ngày hôm nay thì gia đình tôi mới nhận được hai bản thông báo từ phía công an huyện Lấp Vò. Một bản thông báo về việc tạm giữ người 9 ngày và một bản thông báo về việc tạm giam người. Và trong đó là họ có ghi là tạm giam để điều tra về tội gây rối trật tự, làm ảnh hưởng giao thông nghiêm trọng và chống người thi hành công vụ. Đấy là theo bản thông báo của họ ghi. Theo bản thông báo này đó Quỳnh Anh, thì luật sư của gia đình Quỳnh Anh á, là hiện giờ là người luật sư nào đang lo vấn đề này vậy Quỳnh Anh? Bên phía gia đình đã ký hợp đồng với cả luật sư Trần Thu Nam ở bên văn phòng luật sư Tín Việt. Bởi vì trước đó là luật sư Trần Thu Nam cũng là người đã ký hợp đồng pháp lý với cả mẹ tôi là bà Bùi Thị Minh Hằng. Vâng, thưa Quỳnh Anh, trong những thời gian vừa qua thì được biết là Quỳnh Anh cũng đi vận động rất nhiều để cứu giúp mẹ của mình là bà thì Bùi Thị Minh Hằng đó, thì Quỳnh Anh có thể cho quý khán giả biết là đã đi gõ cửa những nơi nào chưa? Về phía thưa anh Tường Thắng, là về phía gia đình thì là chúng tôi cũng đã có đơn thư để gửi lên tất cả các bộ công an, viện kiểm soát tối cao với cả bên phía trong nước như là văn phòng chính phủ, thủ tướng, chủ tịch nước. Thế nhưng mà hiện giờ thì cho đến thời điểm này thì họ vẫn chưa có thông báo trả lời. Về phía quốc tế thì gia đình cũng đã gửi thư về việc cưỡng chế chống mất tích lên Ủy ban Liên Hợp Quốc. Gửi đơn thư cho các đại sứ quán của các nước châu Âu và các nước tự do ạ. Và bên phía các đại sứ quán thì người ta cũng đã có lịch trình để hẹn gặp bên phía gia đình để nói chuyện về việc này ạ. Thế thì như lúc nãy luật sư Đỗ Phủ có hỏi đó, thì về phía bên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó, thì họ trong trường hợp này họ dự định truy tố bà Thủy Bùi Thị Minh Hằng về tội danh, với tội danh gì? Theo thông báo của họ về phía gia đình thì họ đang tạm giam để điều tra về tội gây mất trật tự công cộng và ảnh hưởng đến giao thông nghiêm trọng và tội chống người thi hành công vụ ạ. Đấy mới chỉ là bản thông báo về việc tạm giam thôi ạ. Chứ còn chính thức thì bên phía họ chưa hề đưa một văn bản gì về phía gia đình ạ. Ở bên Việt Nam đó thì theo như Quỳnh Anh thấy đó, thì cái bản thông cáo mà họ nói là mẹ Quỳnh Anh đó, là cô Bùi Thị Minh Hằng vi phạm những cái tội này đó,
thì Quỳnh Anh thấy nghĩ như thế nào, tức là người trong gia đình cũng như những người mà quen biết với cô Bùi Thị Minh Hằng nghĩ sao về những cái bản thông báo của phía bên Bộ Công an của Cộng sản Việt Nam họ đưa ra? Về bên phía những bản thông báo của phía công an Lấp Vò đưa ra thì thật ra là đối với gia đình, là bên phía gia đình nhà tôi cũng đã liên hệ với luật sư, và thật ra luật sư cũng bảo là những bản thông báo này nó hoàn toàn không có giá trị gì cả đó. Thì và khi mà họ đưa lên, có một cái clip họ đưa lên trên đài truyền hình Đồng Tháp thì gia đình cũng có xem, và hiện giờ đến thời điểm này thì kèm theo cái tường trình lại của 18 nhân chứng đã được thả về trong vụ việc bắt bớ cùng mẹ tôi là bà Bùi Thị Minh Hằng, thì họ tường trình và tôi cũng xem qua cái clip của đài truyền hình Đồng Tháp đưa lên, thì thật ra thì chúng tôi hoàn toàn chưa thấy bất cứ một dấu hiệu nào về việc chống người thi hành công vụ. Và những cái vi phạm đó khi mà cơ quan điều tra của Đồng Tháp đưa ra thì tôi nhận thấy nó hoàn toàn vô lý. Khi chúng ta nghe tới bản án của Công an Việt Nam đưa ra đó, thì chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái chuyện mà họ trù dập gia đình của cô Bùi Thị Minh Hằng và đưa những cái bản án rất ư là vu vơ đưa ra để tới gia đình của cô Bùi Thị Minh Hằng ở đây. Và trong những cái vấn đề mà vận động mà của Quỳnh Anh đưa ra đó với các tổ chức trên thế giới cũng như các tòa đại sứ của trên thế giới, thì gia đình của Quỳnh Anh có nhận được những cái thư hoặc là những cái lời trấn an của phía bên của những cơ quan ở nước ngoài không Quỳnh Anh? À, dạ vâng, thưa anh Đỗ Phủ, là khi mà gia đình gửi bữa đơn thư đến các phía đại sứ quán của các nước tự do thì họ cũng gửi thư trả lời, và họ cũng nói là rằng họ cần rất quan tâm đến vấn đề của mẹ tôi là bà Bùi Thị Minh Hằng cùng với hai người bị bắt, bởi vì là họ cũng đã theo sát tình hình của mẹ tôi từ những năm khi mà mẹ tôi bị bắt giam vô cớ tại trại Thanh Hà, Vĩnh Phúc. Thì họ cũng muốn thu xếp một buổi để gặp mặt, để gặp gỡ gia đình, cùng với cả gia đình cũng đã cố gắng để đưa những người nhân chứng trong vụ việc mẹ tôi bị bắt cùng ra Hà Nội để gặp các đại sứ quán, và chúng tôi sẽ thu xếp gặp gỡ trong một ngày gần nhất ạ. Và bên đây đó thì Quỳnh Anh tất cả các tổ chức mà đấu tranh đấu nhân quyền quốc tế cũng như tổ chức mà của người người hải ngoại đó để tranh đấu cho vấn đề nhân quyền thì đều đã gửi những cái bản lên tiếng, trong đó có tên của mẹ Quỳnh Anh, là những người Dạ. mà chính phủ các nước phải để ý tới cũng như các cơ quan từ thiện về vấn đề mà tranh đấu nhân quyền trên thế giới như Human Rights Watch, tức là tổ chức nhân quyền quốc tế, International Amnesty, họ những cái tổ chức có tiếng đó đều biết là cái vụ mà Cộng sản Việt Nam bắt bớ mẹ của Quỳnh Anh, tức là cô Bùi Thị Minh Hằng, đây là một cái trò mà họ đưa ra để họ đàn áp những người mà muốn nói lên sự thật, những người thật sự có tinh thần yêu nước như là mẹ của Quỳnh Anh. Cho nên tôi nghĩ là cái tinh thần của cô Bùi Thị Minh Hằng đó là cái tinh thần mà tất cả những người Việt ở hải ngoại đều có cái sự ngưỡng mộ cũng như sự khâm phục ở trong đây, tại vì những người này là những người nằm trong nước Dạ mà vâng. họ biết là cái chuyện họ đứng lên họ làm là sẽ bị trù dập và sẽ bị Cộng sản Việt Nam, bị Công an Việt Nam họ trù dập. Và những cái chuyện này khi mà cô Bùi Thị Minh Hằng cô làm đó thì cô có nói trước cho con cái biết không 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 Quỳnh Anh? À, thật ra thì khi mẹ tôi bước chân vào con đường để đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do trong lãnh thổ, thì mẹ tôi cũng đã nói, có một buổi họp mặt và nói chuyện với tất cả các con. Mẹ tôi có tôi và hai người em trai nữa. Thế thì chúng tôi, cả ba chúng tôi đều ủng hộ cái con đường, cái lý tưởng của mẹ chúng tôi đã chọn và cái con đường đi của mẹ. Thế thì và chúng tôi cũng đã được chuẩn bị tinh thần cho những tình huống như thế này ạ. À, trong cái chuyện mà nói là chuyện chuẩn bị tinh thần đó, nhưng mà gia đình làm như thế nào mà có được cái tinh thần hiệp nhất như vậy mà lại có cái tinh thần mà khẳng khái như vậy? Tại vì ở Việt Nam đó thì nếu mà muốn yên thân thì các con và cũng như là cô Bùi Thị Minh Hằng chỉ đi lo đi làm ăn thôi, Dạ vâng. và mình không đứng lên mình nói tiếng nói từ con tim mình ra, Dạ vâng. thì có những cái động lực nào mà thúc đẩy cô Bùi Thị Minh Hằng cũng như các con của cô như là Quỳnh Anh chẳng hạn như vậy, Có đồng một đồng quan điểm đó. các đồng quan điểm như vậy, Và có cái chuyện nào nó xảy ra mà đưa tới cái chuyện này không? thứ hai nữa là như Dạ thế này, vâng. là trong thời gian vừa qua khi mà cô Bùi Thị Minh Hằng dấn thân vào con đường này đó, thì Quỳnh Anh và cũng như gia đình và cái hai mấy người em có bị trù dập trực tiếp hoặc gián tiếp hay không, bị trả thù cái gián tiếp trực tiếp không, cô lập về kinh tế hay không? Dạ không thưa anh, thì về phía mẹ tôi là người trực tiếp đi đấu tranh, thì đúng là mọi người của mẹ tôi cùng với mọi người bị rất nhiều những cái sự trù dập và những cái sự đánh phá ngầm. Thế nhưng mà về bên phía gia đình của tôi đang sinh sống thì thật ra là cũng chưa có hiện tượng gì xảy ra. Thế nhưng mà bởi vì
mẹ tôi đã chọn cái lý tưởng và cái con đường đi này, thế nên là chúng tôi hoàn toàn tôn trọng. Và nhất là từ khi mà mẹ tôi bước chân đến gặp những người dân oan, những người có cái cuộc sống nó không được được bình yên như chúng tôi ấy, thì là chúng tôi cũng cảm nhận đâu đấy là chúng tôi nên tôn trọng và ủng hộ cái quan điểm và cái lý tưởng của mẹ. Bây giờ chúng ta cũng còn có mấy phút thôi, thưa Quỳnh Anh, thì Quỳnh Anh có điều gì nhắn nhủ với cộng đồng người Việt hải ngoại và cũng như người Việt trong nước hay không? À, dạ, trước tiên thì xin cảm ơn đài SVTN và cùng mọi người, tất cả các khán thính giả cùng với cả những cô chú, anh chị em ở trên hải ngoại, trên trong nước cũng như ở nước ngoài. Thì từ ngày mẹ tôi bị bắt thì gia đình chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những sự quan tâm và những sự giúp đỡ của mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Thì trước tiên là tôi gửi lời cảm ơn mọi người và mong mọi người cũng đồng hành cùng chúng tôi, bởi vì là chị em chúng tôi thì thật ra là chưa hiểu biết nhiều. Và khi mà chúng tôi, cái việc của mẹ tôi xảy ra thì chúng tôi cũng có phần nào là hơi bỡ ngỡ và chưa biết phải hành động như thế nào. Nhưng mà mọi người cũng đã giúp đỡ và mong mọi người tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên con đường đi tìm công lý cho mẹ. Vâng, chúng tôi nghĩ là gia đình của cô Bùi Thị Minh Hằng cũng như là Quỳnh Anh và các anh chị em trong gia đình của cô Bùi Thị Minh Hằng thì chắc chắn là không có cô đơn trên con đường tranh đấu cho tự do. Và tất cả những người Việt ở hải ngoại thì phần đông chúng ta đều có trái tim hướng về Việt Nam. Vâng. Và đều chia sẻ và cũng như là luôn luôn muốn đóng đứng vai sát cánh với những người như là gia đình cô Bùi Thị Minh Hằng ở đây. Nên đây là một gương sáng mà tôi nghĩ là tất cả những người trong Việt Nam nhìn thấy gương sáng này, và đây là những vị anh thư gọi là con cháu bà Trưng bà Triệu. Dạ vâng. Chị Bùi Thị Minh Hằng là cô Quỳnh Anh. Và chúng ta cũng biết là gia đình ở Việt Nam của cô Bùi Thị Minh Hằng cũng đang bị trù dập. Dạ vâng. Qua những cái tin tức mới nhất mà trưởng nữ của cô Bùi Thị Minh Hằng đã thông báo trên đài truyền hình SBTN. Và chúng tôi hy vọng là tất cả quý vị hãy ủng hộ tinh thần của cô Bùi Thị Minh Hằng và đặc biệt là gia đình của cô Bùi Thị Minh Hằng trong cái trường hợp cô đang tuyệt thực tại Việt Nam. Dạ vâng. Vậy trở lại cái phần tin tức Việt Nam trước khi trở vào phần tin quốc tế của Ukraine, thưa anh Vũ, thưa khán giả, thì Thắng xin được trình để cho quý vị xem một cái bảng chi phiếu tính tiền của một cái tiệm ăn. Tiệm ăn, đây là một tiệm ăn ở ngay tại Sài Gòn. Thì cái bảng chi phiếu này trong đây nó có ghi á, cái phần bún thang á, một tô là 54.000 đồng. Nếu tính là 54.000 đồng á, thì nếu mà mình chia ra là một đô ăn 20.000 đồng tiền Việt Nam á, thì nghĩa là 2 đồng 7 Mỹ Kim cho một phần ăn. Còn ở dưới cơm chiên cá mặn á, thì nó lên tới 105.000, tức là gần hơn 5 đô. Thì bây giờ đó, mình cứ giả dụ như bây giờ mình cho một người bình thường ăn một ngày ba bữa, ăn bún thang thôi, tức là 2 đồng 7 đô cho một phần ăn, cho một bữa ăn. Thì một ngày ăn 3 lần, sáng, trưa, chiều, tối, thì tổng chưa cộng... Chưa tới phở đó nha, chỉ bún thang. Chưa tới phở, chỉ có nhiêu đó thôi. Thì tổng cộng... Bún thang không có thịt bò nhá. Dạ vâng, không có thịt bò. Dạ vâng. Thì 3 ngày ăn như vậy đó, thì nó sẽ tính ra nó là 243 đô cho một tháng. Vậy thì trong khi đó tiền lương công nhân của người công nhân Việt Nam đó, nó chỉ tới 200 đô một tháng thôi. Chưa tới 200 đô, 200 đô là những người làm lương cao đó. Lương cao, dạ. Còn tính per capita income ở Việt Nam chỉ có 100 đô thôi. Dạ vâng, nếu mà 100 đô thì nổi cái tiền ăn không đã không đủ sống. Không đủ. Thì bây giờ làm sao? Đó chưa kể, bây giờ xăng ở Việt Nam bây giờ mục đích là một đồng, từng tháng theo liên lạc ở trong nước, thì biết xăng ở trong nước là một đồng 20 sen cho một lít. Trong khi nếu tính ra bên Mỹ đó thì một lít xăng của Mỹ đó là nó chỉ có đồng 14 à. Tức là xăng ở bên Việt Nam nó còn đắt hơn xăng bên Mỹ. Mà nếu như anh vừa trình bày đó, 100 đô một tháng lương của công nhân, thì thứ nhất tiền ăn nó không đủ nè. Tiền đâu mà đổ xăng, tiền đâu đóng tiền học cho con, tiền đâu phải mua sắm. Tất cả những cái đó nó đưa đến một tình trạng là cái gì? Là người công nhân Việt Nam đi làm với giá lương nhà nước là 100 đô hoặc ở ngoài 100 đô, thì họ chỉ làm cách giả tạo. Để mình dễ hiểu hơn anh Tường Thắng này, chúng ta có thể thấy được như này. Một người đi làm lương tối thiểu Hoa Kỳ đó với cái mức lương là 9 đồng một giờ. Thì chúng ta nhân lên đó là 9 đồng một giờ đó, thì cái lương tháng nó khoảng chừng 1.500 đô một tháng. Vâng. Đó, và nếu 1.500 đô một tháng đó mà mình ăn những cái món ở bên Mỹ là rẻ nhất là McDonald's. Phở cũng có những tô phở 6 đồng à. Phở. Nhưng mà mình cho ăn McDonald's đi McDonald's là 6 đô, 6 đô rưỡi. 6 đô rưỡi bữa ăn. Thì nếu mình chia ra đó, đó là tại vì chúng ta lấy 1.500, chúng ta chia cho 6 đô rưỡi đó, một bữa ăn McDonald's đó, thì chúng ta thấy là một ngày, một tháng đó, người đó có trên 400 bữa ăn rồi. Vâng. Đó, tới 400 bữa ăn. Yeah. Trong người Việt Nam mình chia ra đó là không đủ
Không đủ. Không đủ một ngày 120 bữa ăn. Dạ vâng. Thì chúng ta biết ngay là cái mức sống của người dân đó, một bên là chỉ có được có 30 à, được có 100 bữa ăn thôi. Vâng. Một bên là cái lương tối thiểu đó, những người nghèo ở Hoa Kỳ dạ đó, vâng. là họ được tới gần 500 bữa ăn. Vâng. Thì mình thấy rõ ràng cuộc sống ở Hoa Kỳ nó cao hơn Việt Nam gấp 5 lần dạ trong vâng. cái vấn đề mà sống. Vâng. Thì như vậy làm sao người Việt dân Việt Nam đủ sống? Thì tại vì lương ít nhất đó là tại vì ăn chỉ có 120 bữa một ngày, nào McDonald's đi. 120 dạ vâng. bữa vẫn còn khoảng chừng 200 mấy chục bữa ăn kia để mình chi tiêu. Để chi tiêu, còn bay về Việt Nam hưởng đó chứ, đúng không ạ? Và trong khi đó 1 lít xăng ở Việt Nam bây giờ còn mắc hơn 1 lít xăng bên Mỹ. Thì thử hỏi, cái câu hỏi đặt ra là như anh vừa trình bày đó, thì cái câu hỏi đặt ra là làm sao người công nhân Việt Nam có thể sống trong một nền kinh tế mà lạm phát nó phi mã như thế, mà cái giá sinh hoạt còn đắt hơn cả ở bên Hoa Kỳ. Và nếu mà mình tính giá sinh hoạt như vậy đó, thì chúng ta thấy là cái thị trường ở Việt Nam đó, thị trường tài chính Việt Nam, đặc biệt là những cái thị trường mà đưa tới nhà cửa này kia đó, chúng ta nhiều thấy nhiều, có nhiều người nói về Việt Nam đầu tư. Mình nghe thấy cái này đó, mình đầu tư cái gì? Vâng. Đầu tư để ốc được cái gì? Vâng. Tại vì người dân họ không có mãi lực đồng tiền để mua. Để mua, đúng. Thì đầu tư cái gì làm sao mà có lợi? Mà anh đầu đúng tư rồi. Ở Việt Nam đó, anh chỉ đầu tư vô những người gọi là đầu tư, họ mua lẫn của nhau. Dạ vâng. Chứ không phải người dân mua lẫn của dạ nhau. Vâng. Thì câu hỏi đặt ra là, cái người dân Việt Nam, tại sao họ vẫn chấp nhận cái đời sống như thế mà không chịu đòi hỏi chính quyền phải thay đổi cho đời sống của họ? Đầu tư kinh tế nhiều hơn hoặc là kêu gọi đầu tư nước ngoài nhiều hơn để họ cải thiện đời sống của họ. Cái câu hỏi đó là cái câu hỏi đặc biệt liên quan đến an sinh xã hội mà đang đặt ra, là tại sao người dân trong nước không chấp, không thay đổi mà là cứ gà què ăn quẩn nó xoay. Nghĩa là bây giờ mình đi làm nhưng mà mình ra làm thêm rồi ăn trên đầu lừa lọc, ăn trên đầu trên cổ người khác để mà mình kiếm sống. Cái vấn đề mà cũng như cái vấn đề giáo dục vậy. Cái vấn đề, thầy cô là phải dạy thêm mới đủ sống. Cái vấn đề tôi nghĩ đặt ra đây đang từng tháng là như thế này nè. Cái chế độ cộng sản ai cũng nói nó tinh vi. Vâng. Tại vì tinh vi như thế này là cộng sản Việt Nam họ bóp chặt lên người dân nhưng mà không bóp chặt quá. Dạ. Tức là không bóp cho anh chết. Vâng. Mà bóp lúc nào cũng cầm lấy cái ly đó bóp vừa vừa. Dạ. Bóp để làm chi? Để cái ly đó không cựa quậy được. Và cái người dân đó, và nó gọi là chính sách ngu dân. Vâng. Tại vì anh làm cho người dân họ chỉ lo mỗi cái chuyện survival thôi. Tại vì trong cái trường hợp này chúng ta thấy cái bữa ăn và tiền đưa ra đó, dạ, lo sinh tồn. Kiếm sống để làm chi? Dạ. Để cho cái đầu óc họ đó không còn tỉnh táo mà để đòi hỏi những quyền lợi của họ. Dạ, vâng. Dạ. Và thứ nhì nữa đó là chúng ta cũng biết là dân Việt Nam khi mà họ bị kiếm sống đó, họ không nghĩ đến chuyện khác được nữa. Dạ, vâng. Những cái chuyện khác mà dân chủ chẳng hạn như vậy, nhân quyền như vậy, xa đối vời. Với họ là chuyện xa vời. Dạ. Họ muốn làm sao ngày mai có cái bữa ăn để họ ăn được đó thôi. Dạ, thì vâng. đó là cái vấn đề tinh vi của anh cộng sản Việt Nam. Dạ, vâng. Chuyện đó. Thì chính vì cái nền kinh tế nó như thế, thưa anh Phủ, nó kiệt quệ như vậy đó, thì bây giờ cộng sản Việt Nam trông chờ vào cái túi tiền của hải ngoại để cứu cái nền kinh tế đó. Bài báo Vietnamnet mới đây nó đưa ra một cái bản nói rằng là cần một cú hích của Việt Kiều trong vấn đề bất động sản. Cái hình kế tiếp, thưa quý khán giả có thể coi từ Vietnamnet. Tức là bây giờ cái bất động sản nó bị sụp đổ đến cái mức nặng nề và họ phải cần cái tiền của người nước ngoài bơm vào để mà kích thích cái vấn đề bất động sản trở lên, quay trở lại để mà có thể vực dậy cái nền kinh tế dùng cho họ. Với cái nền kinh tế như vậy đó anh Tường Thắng, ở Sài Gòn hoặc là ở những vùng ngoại ô của Sài Gòn. Yeah. Bây giờ chúng ta mua một căn nhà cho một người dân họ ở đó. Yeah. Cũng ít nhất là một căn nhà mà họ ở trong hẻm đó, mà vùng yeah. xa xa đó cũng phải 40-50 ngàn đô. Yeah, vâng. Tính luôn của miếng đất nữa. Yeah. Nhưng mà đất ở bên Việt Nam á là nhà nước quản lý. Đúng, mình không làm chủ được đất. Khoan nói như vậy đó. Bây giờ nói tới cái mức consumer từ người tiêu thụ đó, cái lương chỉ 200 đô một tháng thôi. Vâng. Thế thì làm sao người dân đó với cái mức lương là một năm đó dạ. là chỉ có 2.400 cho những công nhân viên mà làm cao đó. Dạ vâng. Làm sao họ có thể mua nổi một căn nhà 50.000 đô? Thì đó là cái câu hỏi đặt vậy ra. Thì họ không mua nổi thì anh những người Việt Kiều về Việt Nam đầu tư nhà cửa Việt Nam đầu tư với ai? Vâng. Để thị trường nào? Rồi bán lại cho ai để mà có lời. Đúng. Đúng không ạ? Mà không những mua cái đó là mình không làm chủ được cái miếng đất phải nhờ nhà người nước khác đứng tên nữa. À, phải người khác đứng tên. Bây giờ chẳng thà cho con người Việt đứng tên đi chăng nữa thì mình cũng đâu làm chủ miếng đất đâu. Miếng đất là nó làm chủ. Không sang được. Không sang được mà hãy nó đòi nó quy hoạch cái là mình phải bê cái nhà cho phép. À nhưng mà từ đó anh Tường Thắng đã đẻ ra một chuyện nữa mà anh Tường Thắng cho lẽ là chút xíu nữa chúng tôi sẽ đưa tới là vấn đề nhập tịch của dạ vâng, cái hình kế tiếp thì cô cái khán giả cái hình kế tiếp đó là cái đó là chiêu cái chiêu dụ rồi xong rồi tới nhập tịch. À, đây nè, lấn cấn hạn chót đăng ký giữ quốc tịch Việt Kiều, thời hạn mà cuối cùng để đăng ký để mà bỏ để mà xin gia nhập trở lại quốc tịch Việt Nam, giữ quốc tịch Việt Nam là 1 tháng 7 2014. Cái luật này nó ra cách đây 5 năm rồi, mà theo bài báo này cho biết đó, thì từ 5 năm đó cho đến ngày 1 tháng 7 đó chỉ có vài ngàn người Việt Nam ghi danh để mà giữ lại quốc tịch Việt Nam so với 4 triệu người nữa ở sống ở ngoài. Cái vấn đề là vấn đề họ dụ. Thứ nhất là họ dụ, chuyện đầu tiên là tại vì nếu anh có quốc tịch Việt Nam đó,
Thì thứ nhất đó, anh được mang một chiếc xe về Việt Nam để anh sử dụng. À, dạ đúng rồi. Đó, ha, xe hơi về Việt Nam sử dụng nhá. Thì cái xe hơi anh né được cái thuế 100% của Cộng sản Việt Nam họ đánh. Dạ vâng. Thứ nhì nữa, anh được mua một căn nhà. Dạ. Anh được đứng tên. Vâng. Đứng tên cái quyền sử dụng căn nhà mà không phải nhờ người khác đứng. Vâng. Đó là hai chiêu họ đang dụ những Việt Kiều. Dạ. Nhưng mà riêng những Việt Kiều nước khác tôi không biết nha. Dạ. Nhưng mà riêng Việt Kiều tại Hoa Kỳ đó thì nó bị thêm một cái trở ngại nữa Dạ. mà Cộng sản Việt Nam không nói là như thế này. Trong vấn đề luật pháp của Hoa Kỳ đó, Dạ. vấn đề mà song tịch đó, Hoa Kỳ không cấm, À. không cấm nhá, không Dạ cấm, vâng. nhưng họ có cái luật như thế này là nếu anh vô quốc tịch của một nước mà đi ngược lại hiến pháp của Hoa Kỳ À. thì coi như là anh từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ. Tại vì khi mà anh vô quốc tịch Việt Nam đó thì Vâng. đầu tiên là anh phải thề trung Trung thành thành với Hoa với hiến Kỳ. pháp, no, Ừ, hiến hiến pháp pháp của Hoa Việt Kỳ. Nam, Dạ. Việt Nam. À à. Khi anh vô quốc tịch Việt Nam đó À, khi vô tịch Việt Nam đúng là rồi, anh phải dạ. thề trung thành với hiến pháp của Việt Nam và Vâng. bảo vệ hiến pháp Việt Nam. Vâng. Hiến pháp Việt Nam là có điều 4 là chấp nhận một chế độ độc tài và tôn thờ chủ nghĩa cộng sản. Vâng. Mà một khi á, cái luật của Hoa Kỳ nói là anh tham gia một cái nước khác mà anh thề anh bảo vệ hiến pháp của nước đó, Vâng. nếu đi ngược lại hiến pháp Hoa Kỳ Vâng. là tự do dân chủ, thì bên một bên là độc tài thì Bên là anh tự do. thờ, một Dạ. bên là anh thờ dân chủ, Vâng. một bên là anh thờ độc tài, thì Vâng. hai cái bị mâu thuẫn với nhau. Dạ. Và họ có quyền bắt lính anh nữa, con anh không những anh bị bắt lính mà con lại Dạ. bắt lính nữa, Tức tức là là bên Việt nước ngoài Nam bảo đó. vệ đó. Dạ. Thì trong trường hợp như vậy anh đã gián tiếp anh bỏ quốc tịch Hoa Kỳ, À. cho nên chuyện đó rất quan trọng với những người mà bị cộng sản nhẹ dạ, bị cộng sản dụ là vô quốc tịch Việt Nam, Vâng. nhất là giữ vấn đề song tịch. Dạ. Cái chuyện đó chuyện hoàn toàn là tôi nghĩ là không nên, trong vấn đề luật pháp là mình không nên, tại Vâng. mình làm như vậy coi như là mình bỏ quốc tịch Hoa Kỳ rồi. Tại Vâng. vì theo chiếu theo luật Hoa Kỳ họ không cấm, nhưng mà khi đưa ra cái vấn đề phân tích đó là như vậy đó, là người này có thể bị mất quốc tịch Hoa Kỳ, Dạ và vâng. khi mất quốc tịch Hoa Kỳ mất nhiều quyền lợi vô cùng luôn. Quý vị Dạ. không muốn bỏ quốc tịch Hoa Kỳ mà cầm cái passport Việt Nam, Vâng. cho nên chuyện đó là chuyện những người rất là nhẹ Cái dạ. việc mà được quốc tịch Hoa Kỳ là một cái privilege đúng không? Đúng, Đó là một cái đặc ân chứ không phải là một cái đặc quyền. đúng rồi. Cho nên Hoa Kỳ có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Khi mà anh vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ Vâng. và anh vô quốc tịch một nước khác đó, thì đặc biệt luật công dân Hoa Kỳ nó áp dụng cho tất cả mọi người dân Hoa Kỳ, Vâng. chứ không phải chỉ có những người mà vô quốc tịch sau này. Dạ. Anh là công dân Hoa Kỳ, là công dân Hoa Kỳ, Vâng. nhưng mà anh thề trung thành với một cái hiến pháp của một nước khác đi ngược lại quyền lợi của Hoa Kỳ. Dạ. Trong đây quyền lợi đây có nghĩa là luật pháp của Hoa Kỳ, là hiến pháp Hoa Kỳ, thì như vậy anh đã bỏ quốc tịch Hoa Kỳ. Dạ. Cho nên chuyện này rất quan trọng, nếu mà phía bên tòa đại sứ biết được và nếu họ họ muốn họ vẫn có thể truy tố và họ nói là anh đã bỏ quốc tịch Hoa Kỳ. Cho nên quý vị đừng có nhẹ dạ nghe anh cộng sản Việt Nam dụ một căn nhà và một cái xe. Một cái xe hơi, chỉ vì một cái xe hơi căn nhà mà bỏ đi biết bao nhiêu quyền lợi Đó là của khôn Hoa 3 Kỳ. năm dại 1 giờ. Dạ, vâng. Vâng, rất tiếc về thời gian không còn nhiều để nói những cái chuyện về Ukraine ngày hôm nay. Xin hẹn quý khán giả vào tuần sau, cũng giờ này trên đài truyền hình SBTN. Xin kính chào quý vị khán giả đài SBTN.